phố cổ Hội An chìm trong nước lũ, du khách di chuyển bằng ghe thuyền. Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về khiến phố cổ Hội An ngập sâu trong nước lũ. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, trong 48 giờ qua, các địa phương trong tỉnh đã có mưa to. Có nơi mưa rất to. Tình hình mực nước trên các sông đo tại các trạm thủy văn lúc 5 giờ ngày 11 tháng 10, sông Vu Gia tại trạm Hội Khách là 13,15m, dưới mức báo động 1 là 1,35m. Ái Nghĩa là 8,83m, thấp hơn mức báo động 3 là 0,17m. Sông Thu Bồn tại trạm Nông Sơn là 15,43m, trên mức báo động 3 là 0,43m. Giao Thủy là 8,29m, trên mức báo động 2, 0,79m. Tại trạm Cao Lâu là 4,02m, trên mức báo động 3, 0,02m. Tại trạm Hội An là 2,1m, trên mức báo động 3 là 0,1m. Sông Tam Kỳ tại trạm Tam Kỳ 2,29m, trên mức báo động 2 là 0,09m.